chỉ mới tới ngày phần mềm bị đồng hồ xương ở sư phụ mới nóng tạm mình đi coi lại có mẹ chẳng cưng su hào lại có máu cánh xào chẳng cưng su tố hà em cái ngày chứ đàn chắc cái hồ phú nội bị phá hồ má nội bị dài sai phút chuồn chẳng đi chưa mất kiểu chứ đàn cái nghiên quảng đàn phương triền nghiên riêng quần phương sát cái khắp nàng mới nói cốm cả tất phòng tè na su mây vì mà sống hơn bao sở cho bên đi xưởng gần tàng cổ mới bó lúc tà mới hòa chú côn mất phòng với lại lỡ nồng mong muốn mong trong bùn tới nắp bì nào ơi từ đường mới so tà nả xong phải chú huyên tăng nạp bơ khơi mới đi so lời mới và bên phú bên ra và bên ta bên nay bên này bên em bên chính quân xã bản so lời mới đang nóng thành điền và những chân chất thường bó cay và chơi chân thường bó tông làng mà áo cằn khám mắt của mất lòng vậy sáu bó năng hà trầu khái lẩu cho mương cằn cho phúc cho bùn ở sông làn vậy bắn phí của mình từ đường mới cả mấy phô mẹ bì nồng thanh lầy. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng thật là còn sự đẹp trên đời hơn thế, hạnh phúc nào bằng khung cửa của đôi đời, trăm hoa thì đua nở một giờ không bằng một phút đợi chờ tình yêu. Tình yêu luôn là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Khi yêu hai trái tim của đôi bạn trẻ hòa chung một nhịp đập, có chung sự đồng cảm và đến ngày hôm nay đây, hai bạn đã có được quyết định đưa con thuyền tình yêu của mình đến cập bến bờ hạnh phúc. Và lý do thì cho toàn thể quý vị có mặt tại đây để cùng chúc phúc cho con và chú vị rồi. Còn những lúc đang tổ chức xin được thay mặt cho hai bên gia đình rất lời cho cô chào và chú rể xin được kính chuyển lời mời tới toàn thể quý vị các cô ông cô bà cô dì chú bác các bạn trẻ làm thành nước túi chúng ta đã tất cả ngày để xóa cho tôi bất chấp thời gian vàng ngọc của mình được trở về đây rồi chúng ta hãy nhanh chóng giờ giấc của mình trở vào trong khán phòng hạnh phúc để cùng chọn cho mình những chỗ tốt nhất thoải mái nhất và cùng tay lần tránh chào mừng chú bác cho cô chào và chú rể xin được trăm năm hạnh phúc một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. สุด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 
Xin được thay mặt cho hai bên gia đình đỡ lời cho cô dâu và chú rể, xin được kính chuyển lời mời thắm tình của chú rể, xin được kính chuyển lời mời thắm tình của cô dâu tới toàn thể quý vị, các cô ông, cô bà, cô dì, chú bác, các bạn trẻ nằm thành nữ tú. Chúng ta còn đang dạo bước trên đường hay đang đứng ngoài, chúng ta di chuyển vào trong khán phòng hạnh phúc để cùng chọn cho mình những chỗ ưng ý nhất, thoải mái nhất và cùng thưởng thức những món ăn mang hương vị Tây Bắc mà gia đình họ nhà trai của chúng tôi đã từng. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trong hôn trường cưới ngày hôm nay. Vâng, tính nói đến tình yêu của đôi bạn trẻ trong hôn trường cưới ngày hôm nay thì luôn tuyệt vời và lắm bạn bè của quý vị.
Và trước khi tìm hiểu yêu nhau cô dâu và chú rể, chúng ta đã từng nói với cô dâu rằng: vâng em ơi, trường mai thì là đất trồng cầu, cho anh trồng ké dây trầu một bên. Mai này trầu ấy lớn lên, anh xuống dưới đấy thì em về làm dâu. Và bây giờ dây trầu thì đã quấn chặt lấy thân cầu, tình yêu đôi bạn trẻ thì đã trước sau một nhà. Và đó cũng là lý do toàn thể quý vị có mặt tại nơi đây đến để chúc mừng cho niềm hân hoan hạnh phúc của chú rể anh Hạc Sánh Duyên cùng cô dâu Nguyệt Kiều trong hôn trần cưới ngày hôm nay. Và lần đầu tiên thay mặt cho những người tổ chức chương trình sự kiện, gửi lời cho họ gia đình nhà trai chúng tôi, gửi lời cho cô dâu và chú rể trong hôn trần cưới ngày nay, xin được gửi đến toàn thể quý vị trong hôn trần cưới ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Và kính thưa toàn thể quý vị, nói đến tình yêu của đôi bạn trẻ thì luôn tuyệt vời và lãng mạn. Vâng, kính thưa toàn thể, tình yêu của đôi bạn trẻ thì nó còn nhỏ những cảm xúc vô cùng khác nhau, song vẫn có một điểm chung là đôi khi bước vào cuộc yêu, hai trái tim đó cùng một nhịp đập thì những đôi yên ương lại muốn gắn kết với nhau trở thành một mái ấm gia đình. Và đôi bạn trẻ chúng ta cũng không nằm ngoài trong quy luật đấy. Giờ đây chúng ta những người thân quen của họ đón chào sự kiện trọng đại này. Và như ngày hôm nay, ngày 7 tháng 12 năm 2022, tức ngày 24 tháng 11 năm Nhâm Dần, được sự thống nhất của hai bên gia đình và được sự chứng nhận của chính quyền địa phương, hôm nay trong tình người vẫn vương, câu thơm rượu ngọt của vỏ cây hoa lá, âm thanh rè rặt mang mát của làng quê, lễ thành hôn của chú rể anh Hạc Sánh Duyên cùng cô dâu Nguyệt Kiều được tổ chức tại Bản Lầm, xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu, thân thơm của chúng ta. Và đặc biệt chúng tôi xin được chân thành cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành thời gian đến để chung vui trên đời hân hoan niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ trong hôn trường cưới ngày nay. Cũng xin được chân thành sự diện của họ gia đình nhà gái chúng tôi đến không quản một chặng đường dài từ bản Cấp, xã Triềng Mai, huyện Mai Sơn, lại được trở về đây được chung vui trên đời hân hoan niềm hạnh phúc vun vén cho đôi bạn trẻ trong hôn trường cưới ngày nay. Xin chân thành cảm ơn những tình cảm của quý vị rất là nhiều. Và ngay sau đây, không phải quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta ngấp về cổng hôn trường cưới của họ gia đình nhà trai chúng tôi để chứng kiến sự diện ra mắt của hai nhân vật chính dạng người nhất tuyệt vời nhất trong hôn trường cưới ngày nay. Và đừng quên những tràng pháo tay để chào đón sự diện của chú rể anh Hạc và cô dâu Nguyệt Kiều. Xin mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và ngay lúc này đây, tay trong tay, họ đang dìu nhau đi trên niềm hân hoan bật ngọt của cuộc sống. Những bước đi đầu đời của họ thật là vững chãi, bởi họ thấu hiểu được rằng tình yêu vẫn có một sức mạnh dần kỳ tạo nên những phép màu có thật trong quãng đời này. Và ngay lúc này đây, đó chính là sự diện của chú rể anh Hạc và cô dâu Nguyệt Kiều trong hôn trường cưới ngày hôm nay. Toàn thể quý vị hãy dành một tràng pháo tay để chào đón đôi yêu nhau của chúng ta đi đâu. Vâng, các bạn trẻ chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ công thức sành giáo dục vô bờ bến từ khi sinh ra cho đến tuổi trưởng thành. Và để tham gia chương trình sau đây, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời sư duyên của họ phái đoàn nhà trai chúng ta, những bậc song thân phụ mẫu của chú rể anh Hạc trong hôn trường cưới ngày nay, hãy nhanh chân trở về bước lên sân khấu ngày hôm nay để được ra mắt với toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, chúng tôi xin được trân trọng kính mời sư duyên của họ phái đoàn nhà trai chúng ta, hãy cùng tay trong tay những bậc song thân phụ mẫu của chú rể chúng ta, hãy nhanh chân trở về sân khấu ngày hôm nay để được ra mắt với toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời đình nhà trai chúng ta, hãy nhanh chân trở về sân khấu đi nào. Xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa toàn thể quý vị, và ngay lúc này đây, đó chính là sự diện của những bậc song thân phụ mẫu của chú rể anh Hạc trong hôn trường cưới ngày nay. Toàn thể quý vị hãy dành một tràng pháo tay để chào đón sự diện của họ gia đình nhà trai chúng ta đi đâu. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, và kết nối tình thông gia giữa họ gia đình nhà trai chúng tôi, đó chính là sự diện của họ gia đình nhà gái đến từ bản Cấp, xã Triềng Mai, huyện Mai Sơn chúng ta, được trở về đây được vun vén cho niềm hân hoan niềm hạnh phúc của chú rể anh Hạc Sánh Duyên cùng cô dâu Nguyệt Kiều trong hôn trường cưới ngày nay. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện cho họ gia đình nhà gái chúng ta một lần nữa cũng nhanh chân trở về sân khấu ngày hôm nay để được ra mắt với toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Sau vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trong hôn trường cưới ngày hôm nay, trân trọng và kính mến. Và ngay lúc này đây, và trên sân khấu tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay, đó chính là sự diện của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái chúng ta, và hai nhân vật chính rằng người nhất tuyệt vời nhất trong hôn trường cưới ngày hôm nay. Và để tỏ lòng cảm ơn tới toàn thể quý vị trong hôn trường cưới ngày nay đã không quản ngày đường xa xa xôi, không kể ngày nắng ngày mưa, chúng ta trở về đây đến để chung vui trên đời một đoàn niềm hạnh phúc của chú rể anh Hạc Sánh Duyên cùng cô dâu Nguyệt Kiều trong hôn trường cưới ngày nay. Xin mời đại diện hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể chúng ta hãy cúi chào một cái cúi chào thật sâu để chào đón toàn thể quý vị thân thương trong hôn trường cưới ngày hôm nay. Xin mời một tràng pháo tay để chúc mừng đi đâu. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trong hôn trường cưới ngày hôm nay, trân trọng và kính mến. Và ngay lúc này đây, không phải quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, giờ vàng phút dọc dây kiên cường đá điểm, giờ lành đã tới. Thay mặt cho ban tổ chức họ gia đình nhà trai chúng tôi xin được trân trọng thông báo buổi mừng lễ thành hôn của chú rể anh Hạc Sánh Duyên cùng cô dâu Nguyệt Kiều xin phép được bắt đầu. Vỗ tay lên nào quý vị.
Sau khi chúng ta thấy quý vị trong hân trường cưới hôm nay, trân trọng và kính mến một lần nữa thay lời muốn nói cho họ gia đình nhà trai chúng tôi, cũng thay lời cho họ gia đình nhà gái chúng tôi đỡ lời cho cô dâu và chú rể trong hôn trường cưới ngày hôm nay. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn sự diện của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các bạn trẻ nam nữ thanh niên trên khắp mọi nơi đường. Chúng ta không quản ngày đường xa xa xôi, bất chút thời gian vàng ngọc của mình để cùng nhau hồi tụ về đây. Thật sự lời mời của họ gia đình nhà trai chúng tôi đến để chúc mừng cho niềm hân hoan, niềm hạnh phúc của chú rể anh Hạc sánh duyên cùng cô dâu Nguyệt Kiều trong hôn trường cưới ngày hôm nay. Thay mặt cho những người tổ chức chương trình sự kiện xin được đỡ lời cho hai họ gia đình, chúng tôi không biết nói điều gì hay hơn. Xin chân thành cảm ơn những tình cảm của quý vị rất là nhiều trong hôn trường cưới ngày hôm nay và xin được chúc toàn thể quý vị trong hôn trường cưới ngày hôm nay sẽ thật vui tươi và ngon miệng. Xin chân thành cảm ơn. Và chào mừng tất cả các bạn đồng bên đồng ấy phải chưa đã khai tá song phái tư số 7. Chúc mừng chúng ta bàn tổ chức lễ tăng nà hân trai số 7, tăng nà hân nhân, tăng nà sắc đôi phối mới năm mới đi mới tăng hân trai số 7 của những tổ chức lòng cưới sắc đôi phối mới năm mới. Cái này so cáo so mê mà số 7 số mềm, phụ bên phú bên gia, phụ bên ta bên này, bạn phương sa bản sa tăng, mà thấy thấy sửa chân phần lý bộ kiện, miên hòm tâm buồn, một trong hạnh phúc bên cu cấp đôi suốt là giàu tên là bên đồng ấy, chẳng trải sắc đôi phối mới năm qua, lại bên sắc đôi bếp bầu biết chưa là bảy, lại bên sắc đôi cái bầu biết chưa là giờ, bên đôi phù mẹ ủng tình bầu biết chưa là hay, khách chỗ nào khai ta song phái tây xung khởi, tặng chúng khởi chúng tăng bản tổ chức với miếng sản lần xưa, cho chúc hở phi nòng cho phủ lại con hớt lòng cấy mà đi, và hoài khăn mạnh dệt kín phát tay mà gần, dệt sang ngày cày sang bên, ăn hay nhâm mi ăn đi hà lầy, phủ lại dệt bên bản hao lầy tướng chờ bàn, dệt bên mương hao lầy tướng chờ hù, phủ thấy cả thế khai hao lầy tướng màn hồng, và số nòng số nam mi bà tổ màu đường đôi tàu hằng nhớ xuống dao. Phụ đại biết bao hát sáng này bằng trà bàn, phụ đại biết hết biết đồ làn, hạt biết đồ làn, võ phong trà hồ, các cụ hào hàn biết đôi pi đồng ơ, biết số chúng mẹ tỷ đã tới bản lâm xá bản lâm hồ đó hào hàn biết đâu. Dạ vâng, chúng ta thấy quý vị trong hôn trường cưới ngày hôm nay trân trọng và kính mến và chờ đợi với sân khấu tình yêu của đôi trẻ ngày hôm nay ạ. Những bậc song thân phụ mẫu gia đình cô dì chú bác sẽ có những món quà có nghĩa về vật chất để chúc mừng cho niềm hạnh phúc của chú rể anh Hạc sánh duyên cùng cô dâu Nguyệt Kiều trong hôn trường cưới ngày hôm nay. Vâng, và món quà đầu tiên ạ, chúng tôi xin được trân trọng kính mời, đó chính là sự diện của gia đình chú Trang Siêng. Gia đình chú Sáng Hoài trở về sân khấu ngày hôm nay để trao những món quà có nghĩa về vật chất để chúc mừng cho niềm hân hoan niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và tiếp theo chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời gia đình cậu Thảo Nguyên, gia đình cậu ở gia đình chú điều hành sẽ có những món quà để chúc mừng cho niềm hạnh phúc hai con hai cháu của mình. Xin được trân trọng kính mời. Và ngay trên sân khấu tình yêu của đồng trẻ đó chính là sự diện của đại gia đình chúng tôi biến từ họ gia đình nhà trai có những món quà có nghĩa vật chất để chúc mừng cho niềm hân hoan niềm hạnh phúc của đồng trẻ ngày hôm nay ạ. Xin được chúc cho hai con của mình sống với nhau cho đến đầu bạc răng long. Xin chân thành cảm ơn những gia đình chú Trang Siêng, gia đình chú Sáng Hỏi, gia đình cậu Thảo Nguyên, gia đình chú điều hành có những món quà có ý nghĩa về vật chất để chúc mừng cho niềm hạnh phúc hai con của mình. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Và tất cả quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho đại gia đình của chúng ta đi đâu. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Chúng tôi xin được cảm ơn gia đình những mời cậu vợ cô dì chú bác chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trong hôn trường cưới ngày hôm nay trân trọng và kính mến và để tạo dấu mốc quan trọng trong buổi mừng lễ thành hôn của đôi bạn trẻ ngày hôm nay ạ. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời cô dâu chúng để chúng ta trở về bên tháp đền tình yêu để chúng ta làm nghi thức khuyên rượu sắp anh. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và ngay lúc này đây ạ. Với sự bàn tay khéo léo của chú rể anh Hạc chúng ta dạng người nhất đẹp trai nhất ngày hôm nay ạ. Vâng, đang mở một chai champagne đầu tiên ạ. Vâng, với sức mạnh của chú rể và anh Hạc ngày hôm nay, chú rể hãy cầm chai champagne nào và lắc thật mạnh. Vâng, chúng ta hãy lắc thật mạnh đi nào. Vâng, và lắc thật mạnh bật nắp chai về phía trước ạ. Wow, thật là tuyệt vời.
Vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể, chúng ta hãy cùng tay trong tay dắt lên thắp đi tình yêu. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, những dòng rượu màu hồng mà đôi vợ chồng trẻ đang dắt trên thắp đi tình yêu này, nó được ví như nước và mật ngọt. Nước sẽ để tới cho cuộc sống thêm tươi thắm, và mật ngọt sẽ tô điểm cho cuộc sống về mai sau. Một lần nữa xin được cầu chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc và hạnh phúc trăm năm. Xin chân thành cảm ơn cô dâu và chú rể rất là nhiều. Vâng, xin mời chú rể chúng ta hãy bật chai sâm banh thứ hai đi ạ. Vâng, chúng ta trong giây phút hồi hộp nhất, quan trọng nhất trong những ngày trọng nhất của cuộc đời của mình, chú rể chúng ta ngày hôm nay ạ. Vâng, những ai có thể được quý vị đứng đã làm được làm chú rể ạ. Rất chi là được trên sân khấu để rất chi lời hôm toàn đời quý vị. Hãy dành cho cô dâu chú rể chúng ta một tràng pháo tay đi đâu. Vâng, chú rể hãy lại lắc thật mạnh đi nào. Hãy lắc thật mạnh đi nào và bật nắp chai phía trước đi ạ. Wow, thật là tuyệt vời. Xin mời cô dâu chúng ta hãy cùng tay trong tay chúng ta giáp thật rất cốc kia trước ạ. Để lắp nữa chúng ta còn mời rượu song thân. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, em như một chén rượu đầy, anh chưa chấm miệng thì mà lòng đã say. Và nếu em thì là chén rượu cay, anh sẽ uống cạn để say suốt đời. Và rượu hồng thì kết nghĩa phù thề, cho tình nồng thắm thì duyên về với nhau. Cùng chung bước tới mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Xin mời em hãy rót hết để tham đi tình yêu nào, hãy cầm tay trong tay đi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, những dòng rượu màu hồng, một dòng sông của màu hồng, một dòng sông của tình yêu mà đôi vợ chồng trẻ đang dắt trên thắp đi được đây, nó được vươn ra từ cuộc sống cũng như thử thách của đôi vợ trẻ, thử thách với cuộc sống về sau này. Một lần nữa xin được chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin chân thành cảm ơn. Và để tiếp nối chương trình ngày sau đây, để tạo lòng những bậc đấng sinh thành, xin được trân trọng kính mời chú rể đẹp trai nhất ngày hôm nay, chú rể anh Hạnh sẽ trao cho những ly rượu hồng cho họ gia đình nhà gái. Và xin mời chú, cô dâu chúng ta sẽ nâng cho họ gia đình nhà trai. Xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, con kính dâng lên sức khỏe của cha và kính dâng lên sức khỏe của mẹ. Con mời cha mẹ nhận ly rượu này để nhận con là một thành viên trong gia đình, một chàng dễ thảo và một nàng giao hiền. Và hai cốc còn lại xin mời em hãy đứng về phía trước ạ. Và xin mời em hãy đứng về phía trước ạ. Cô dâu chú rể hãy đứng về phía trước, là lên bước lên một bước để chúng ta làm nghi thức uống rượu ra môi. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy quay mặt vào nhau ạ. Và cùng ngoắc tay vào nhau đi nào. Vâng, khi nào đình dâm đến 1, 2, 3 là cô dâu chú rể sẽ cùng nhấp nước môi một chén rượu mừng. Để nhà quay cơ mà là nhấp ảnh, chúng tôi lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất được không nào. Và tôi đề quý vị hãy dành chuẩn bị và dành một tràng pháo tay thay cho những tiếng pháo cười rộn rã để chúc mừng trên niềm hân hoan để phúc của đám trẻ được không nào quý vị ơi. Nào xin mời nào. 1, 2, 3, xin mời. Và tôi đề nào quý vị ơi. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin mời hai em trở về vị trí cũ đi nào. Vâng, và đến lúc này chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình hãy bước tới để cùng ly với nhau. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay thì sum họp chúc mày tình trăng một khắc thì nghĩa dày trăm năm. Và chữ chung thì để phần cha, chữ phần mẹ đôi ta chữ tình. Và một lần nữa xin được cầu chúc cho mối tình thông gia giữa hai gia đình chúng ta sẽ ngày càng keo sơn phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn hai gia đình rất là nhiều. Từ đây hai gia đình chúng ta sẽ có thêm những người con mới, một chàng dê thảo và một nàng dâu hiền. Xin chân thành cảm ơn hai gia đình rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, và ngay lúc này đây đây gia đình chúng tôi, họ gia đình nhà trai cũng như họ gia đình nhà gái, để tỏ lòng cảm ơn tới thật đầy quý vị. Tất cả quý vị chúng ta hãy rót đầy ly của mình được không quý vị ơi? Hãy cùng nhau rót đầy ly của mình được uống với cùng ngày gia đình chúng tôi, uống cùng cô dâu chú rể để chúc phúc cho cô dâu chú rể được trăm năm hạnh phúc và hạnh phúc trăm năm được không nào? Nào xin mời tất cả quý vị pi nong ơi, nắp kim nhớ cả vang kim khẩu cục kim khẩu cục bụng và nắp pi nong nữa. Nhớ chén đầu chăn cho mong hợp cô dâu chú rể lại bắn pì vào máy nắp pi nong nữa, tay bạn làm hồ nữa. Xin tôi đề quý vị hãy cùng giơ thật cao chén rượu của mình đi nào quý vị. Và chúng ta sẽ cùng đếm 1, 2, 3 rô. 1, 2, 3 rô, 1, 2, 3. Chúc mừng hạnh phúc được không quý vị? Hãy cùng giơ thật to lên đây quý vị nhá. Chúc mừng càng to cô dâu chú rể chúng ta càng hạnh phúc được không nào quý vị? Quý vị ơi, bạn làm ơi, sẵn sàng chưa? Nào, 1, 2, 3. Chúc mừng hạnh phúc, xin mời hào hẳn mấy đôi pin ông nữa. Vâng, xin mời hai gia đình cùng con chú rể hãy cùng nhấp một chén chúc mừng đi nào, xin mời. Vâng, một lần xin chân thành cảm ơn những tình cảm của quý vị rất là nhiều.
Vâng, kính thưa quý vị, và nghi thức phần mời rượu vừa rồi cũng đã khép lại buổi mừng lễ thành hôn của đôi bạn trẻ trong hôn trường cưới ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho những người tổ chức chương trình sự kiện, đỡ lời cho hai họ gia đình chúng tôi, đỡ lời cho cô dâu, và chúng tôi xin được chân thành cảm ơn những tình cảm của quý vị rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng tôi xin được chào trả cô dâu và chúng tôi cùng đại diện hai bên gia đình trở về với từng bàn tiệc để tiếp chúng tới toàn thể quý vị thân thương trong hôn trường cưới ngày hôm nay.